Loại năng lượng tựa như là thần chú, nhưng cũng cần hấp thu thời gian. Chúng qua tình huống đặc thù, ta giúp ngài hấp thu ra đến trong cơ thể, cho nên sẽ không ở bên người tích lũy. Nghe Tần Bảo Thú kiểu nói này, La Miên Vũ mới chợt hiểu ra, tại trong lòng lập tức nói, vậy có phải hay không nói ta nếu như là đem hắn đánh bại, hắn những năng lượng này liền là của ta. Đúng vậy, khẳng định là như vậy, hắn giống như đối với ngài cũng thật sự cảm thấy hứng thú đây này. Tần Bảo Thú cười hăng hắc rồi nói, đối với ta cảm thấy hứng thú cái gì? Trên người của ta một điểm loại kia tràn ra ngoài năng lượng đều không có, hắn nắm ta giết ra ngoài cũng sẽ không có thu hoạch. La Miên Vũ có một chút bất đắc dĩ, nhưng tiếp theo một cái trước mắt, hắn liền thấy đối diện cái vị kia tam tự đấu khải sư đã hướng về phía hắn bên này tiếu xạ mà ra. Thật sự chính là... đấy là cần gì chứ? La Miên Vũ cũng không biết là tại cao cấp thăng linh đài bên trong vẫn luôn là vô cùng có tính chất đặc biệt lập. Tính chất biệt lập nguyên nhân chủ yếu là bởi vì cao sai hồn thú toàn thể số lượng ít, thêm một người liền thêm một cái đối thủ cạnh tranh, chính mình có thể gặp phải hồn thú rất có thể liền sẽ càng ít. Nếu như La Miên Vũ trên thân cũng mặc chính là tam tự đấu khải, có lẽ đối phương sẽ lập tức rời xa, kéo dài khoảng cách, nhưng hắn đấu khải rõ ràng không có lĩnh vực, nhị tự đấu khải tự nhiên là đại biểu thực lực, cho nên đối phương không chút do dự liền hướng hắn động thủ. Nơi này là thế giới xa tướng, giết hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, đơn giản là khiến cho hắn thu hoạch giảm bớt, đối phương cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Nương tựa theo lấy đối phương cao tốc hướng mình bay tới, cũng hiện ra đường thực lực, dòng giã 7 cái hồn hoàn theo giữa chân nổi lên, mà lại hồn hoàn cấp độ tương đương khả năng. 7 cái hồn hoàn chỉ là đằng trước 2 cái là màu tím, đằng sau 5 cái tất cả đều là màu đen. Thất hoàn tu vi tam tự đấu khải, tại học viện sử lai khác sáng nay hồn sư cũng không phổ biến. Không phải nói sử lai khác không có tam tự đấu khải sư, mà là nói như vậy, học viện sử lai khác hồn sư, phần lớn đều muốn đều là bát hoàn tà hữu mới sẽ có được tam tự đấu khải, thậm chí có bát hoàn hồn sư đều vẫn là nhị tự đấu khải. Đây là chuyện không có cách nào khác, người nào nhường hồn lực của bọn họ tu vi tăng lên quá nhanh, chế tác đấu khải cũng không đuổi kịp đâu. Giống bây giờ, đường vũ cách hiện tại liền chính là loại tình huống này, bát hoàn tam tự đấu khải còn một khối cũng không có, không có lo lắng. Mà lại, đường vũ cách mặc dù là bọn họ tuổi tác lớn nhất, năm nay cũng bất quá vừa mới là 21 tuổi mà thôi. Đối phương 7 cái hồn hoàn tam tự đấu khải, theo La Miên Vũ cũng không có mạnh mẽ, ngược lại là rõ ràng không phải xuất thân từ danh môn, ít nhất không phải là học viện sửa lẻ khác xuất thân. Đối phương võ hồn cũng phóng thích ra bên ngoài, màu đỏ thắm hỏa diễm bốc lên, đem không khí chung quanh đều nhuộm đỏ lên trên một mảnh, rít gào trầm thấp tiếng giống giận dữ vang lên trên theo, sau lưng mơ hồ là có ánh sáng ảnh thoáng hiện. Xích Diễm Sư, thú võ hồn bên trong đỉnh cấp tồn tại một trong, mặc dù cùng với hoàng kim huyết mạch không thể sánh bằng, nhưng cũng là cực kỳ cường đại hỏa thuộc tính hồn thú, hỏa thuộc tính trưởng khống lực lượng, thiên phú huyết mạch đều tương đương cường hãn. Mạnh mẽ võ hồn, mạnh mẽ đấu khải, thất hoàn hồn thánh thực lực, đối phương lực lượng không thể nghi ngờ. Người còn chưa tới, nóng bỏng nhiệt độ liền đã hướng về làm hiền vũ bên này phù thiên cá địa tới. Hồn hoàn thứ ba lấp lánh, một cái to lớn đầu sư tử phù hiệu ra ở phía trên đỉnh đầu của hắn. Há miệng, một đạo dung nham hỏa trụ liền đã hướng về phía làm hiền vũ phun ra tới. Không chỉ như vậy, làm hiền vũ xung quanh thân thể lúc này mặt đất, từng đạo dung nham hỏa trụ phóng lên tận trên trời, phong kín hắn hết thảy có khả năng né tránh con đường, đồng thời đem chung quanh hỏa nguyên tố đều điều động đến cực hạn. Cần gì chứ? La Miên Vũ có một chút bất đắc dĩ là tự nhủ. Đúng rồi, cái này hỏa thuộc tính kỹ năng cũng không tệ, có thể học một ít quay đầu, dùng chính mình hỏa nguyên tố trưởng khống năng lượng, hay là vẫn là có thể. Từng sợi ngân vân làm ngân thảo theo trong lòng bàn tay chui ra, vòng lại bao trùm ra tài đã chui ra vậy màu bạc trái bên trên lòng bàn tay. Bàn tay trái ngược người lăng không ấn xuống, một vòng tử thải vầng sáng tạo thành gợn sóng lập tức là dùng La Miên Vũ thân thể làm trung tâm khuếch tán ra tới. Hồn hoàn tất cả đều tăng lên trên tới 10 vạn năm cảnh giới về sau. Hắn hiện tại là sử dụng năng lực này, đã có khả năng thuấn phát, mặc dù là không cách nào đối với Nana sinh ra hiệu quả, nhưng đối với trước mặt cái loại đơn nhất thuộc tính hỏa nguyên tố trưởng khống, áp chế không nên quá dễ dàng. Cái kia từng đạo dung nham hỏa trụ còn chưa tới, La Miên Vũ trước người, liền đã lặng yên không một tiếng động phải mở, càng thêm buồn cười chính là làm nguyên tố bắc ly lan tràn đến thân thể của đối phương, trên đỉnh đầu của hắn, cái kia lớn đại sư từ đầu, phun ra ngoài dung nham hỏa trụ biến thành khói đen, lại không có nửa điểm ánh lửa thoáng hiện ra, nhìn qua giống như là đối phương hướng trên đỉnh đầu nhiệt ra một cái ống khói.
Tam tự đấu khải sư rõ ràng sửng sốt một chút, giấu ở dưới tam tự đấu khải mặt nạ sắc mặt là bỗng nhiên là đại biến. Xích diễm sư cường đại nhất lăng lược, một trong lực chính là hỏa nguyên tố trường khống. Hắn bảy cái hồn kỹ cơ hồ là mỗi cái đều tới có quan hệ, mất đi đối với hỏa nguyên tố trường khống, ít nhất tương đương với suy yếu là hắn gần như một nửa sức chiến đấu. Không thể nghi ngờ, trước mặt cái này nhị tự đấu khải là cái kẻ khó chơi. Quyết định thật nhanh, không có nửa điểm lưỡng lự, hắn song trưởng trước đập, vọt tới trương tình thế két ra một tiếng dừng lại, đấu khải phía dưới quầng sáng đột nhiên là nổ lên trên một mảnh màu bạc. Đây là không gian ba động, làm hình phụ bốn nguyên tố tạo thành nguyên tố bác ly. Đối với quang minh hắc ám không gian, những nguyên tố này tự nói hiệu quả là yếu kém. Đối phương đấu khải phụ thêm lĩnh vực, vậy mà cùng với thuộc tính không gian có quan hệ, đây chính là hết sức hiếm thấy. Nhưng hắn dĩ nhiên không có muốn thả ra chính mình tính toán của đối phương. Nếu đối phương chủ động công kích hắn, liền một điểm cướp đoạt trên người đối phương những cái kia năng lượng ai này cũng không có. Cái loại này đưa tới cửa phúc lợi, không muốn là đơn giản có lỗi với lão sư giấy báo. Thanh quang lấp lánh, là miền vũ cơ hồ ở trong chốc lát, đã đến trước mặt đối phương. Tứ thải quang mang cơ hồ là phía trước một khắc liền đá bắt ra. Trong không khí nguyên tố gợn sóng bỗng nhiên trở lên trên nóng nảy sừng lên. Tất cả nguyên tố đều tại trong khoảng khắc bạo động, lại không cách nào trường khống. Nguyên tố bác ly một loại kéo dài, nguyên tố phong bạo độc phát động. Đây là bốn nguyên tố trường khống đều là vượt qua 10 vạn năm về sau chỗ màng cho hắn. Đảo loạn hết thảy nguyên tố gợn sóng, đồng thời còn có khả năng hình thành gió lốc cho kẻ địch hủy diệt tính đả kích. Tam tự đấu khải hào quang màu bạc ở trong nháy mắt liền mờ đi. Đối phương nguyên bản một cái cự ly là ngắn thuấn san truyền tống lập tức là liền bị đánh gãy. Tự sắc hào quang hóa thân thành vòng xoáy, đem cái kia tam tự đấu khải sư thân thể trực tiếp cuốn lên. Bao động nguyên tố điên cuồng xé rách lấy thân thể của hắn. Tam tự đấu khải nguyên bản ảm đạm ánh sáng ở trong nhà mắt liền trở lên trên sáng lên. Cái kia tam tự đấu khải sứ thân thể trực tiếp liền hơi là không khống chế được. Hắn chỉ cảm thấy kinh khủng lực lượng áp bách theo bốn phương tám hướng tới. Tại xung quanh thân thể của hắn, tử sắc vòng xoáy chẳng những là không có yếu bớt xa dấu hiệu, mà lại nương tựa theo lấy hấp thu trong không khí đủ loại nguyên tố, càng ngày càng nhiều, uy lực còn mang kéo dài tăng cường. Nguyên tố phong bão đây chỉ là tương đương với 4 cái 10 và 5 hồn kỹ tổ hợp mà thành, đối với làm hiền vũ tiêu hao cũng tương đương không nhỏ. Cái này còn là lần đầu tiên ở trong chiến đấu làm súng đến, hiệu quả so trong tưởng tượng còn muốn càng tốt hơn. Trong không khí nguyên tố lực lượng xấu như là một đám mây, vừa bị nguyên tố bác ly đập tan, lại bị nguyên tố phong bạo tụ tập cuồng bão, nhưng cái kia tạm tự đấu khải xưa có một loại chính mình là tại cũng đại tự nhiên chiến đấu giống nhau. Làm mình vũ không có tiếp tục công kích bị nhốt tại nguyên tố phong bạo bên trong đối thủ, mà là yên lặng cảm thụ được nguyên tố phong bạo biến hóa. Trầm tâm sư hống tiếng không ngừng vang lên, đối phương tam tự đấu khải bắn ra quang mang mãnh liệt, không ngừng là phát động công kích, cố gắng theo nguyên tố phong bạo bên trong lao ra. Thế nhưng mà cái này lại chính là làm sao có thể chứ? Làm hình vũ cái này gần như tiêu hao một nửa hồn lực nguyên tố phong bạo, dẫn động sau 4 cái 10 vạn năm hồn kỹ. Nếu chính là dễ dàng như vậy lao ra, nó lại sao có thể xứng với 10 vạn năm cấp độ? Cảm thu được nguyên tố phong bão đem chung quanh nguyên tố hấp thu ra càng ngày càng nhiều, thậm chí liền chung quanh rừng rậm cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, mảng lớn lâm mộc là bị xé lát. Làm mình vũ cấp tốc lùi lại, đồng thời thì tay trái nhẹ nhàng vùng lên, đem nguyên tố phong bão ở trong trung tâm bốn loại nguyên tố chỉ ở trong nhà mắt kéo xa một chút, rút ra một loại nguyên tố liên mang ý nghĩa rằng nguyên tố phong bão sẽ trở nên không ổn định, kích liệt là lổ váng sau một khắc vang lên. Làm hình vũ chính mình đầu giật mình, một cô cực kỳ là kinh khủng sóng xung kích lương tựa theo lấy nổ lớn bỗng nhiên nổ tung, đường kính ở trong phạm vi ngàn mét, hết thảy thảm thực vật tan thành mấy khói, kinh khủng nổ tung lực lượng đem làm hình vũ chính mình cũng hất bay ra ngoài. Trung tâm phong bão tam tự đấu khải sư, một thân đấu khải càng bị nổ lát vốn, thân thể tại trong bạo liền trước đó ở trong nháy mắt, ấn động thoát ly ra cái nút, cuối cùng là không có trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ, tan biến tại trong không khí. Thật sự là đáng sợ này ngoại ý. Làm hình vũ đem tới nơi xa, đây là đầy bụi đất, hắn cũng là không có cổ thụ thương. Lương tuần theo lấy tố chất thân thể không ngừng tăng lên, hắn cảm giác sáng mình làn ra lực lượng phòng ngự được không kém hơn nhị tự đấu khải. Một thân gần cốt càng là bền bỉ vô cùng, nhưng vừa mới cái kia ở trong bà tạc mang tới nguyên tố cuồng bão, qua thực là dọa hắn nhảy một cái. Nana liền đã từng dặn dò qua hắn, tại trong thế giới hiện thực, tận lực không nên dùng cái này hồn kỹ, một khi khống chế không tốt không chỉ là đả thương địch thủ, cũng sẽ làm bị thương chính mình.
Cái này lần thứ nhất sử dụng về sau là mình Vũ mới hiểu được nà nà ý tứ. Cái này nguyên tố phong bạo địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở chỗ. Nó căn bản sẽ không dừng lại hấp thu ra xung quanh tứ đại cơ sở nguyên tố, tăng cường tự thân, nhưng hết thể tất cả đều trở lên trên bắt đầu cuồng bão. Nếu như không đi khống chế, nó sẽ càng ngày càng mạnh, còn sẽ tăng mạnh đến lúc nào. Người nào cũng không nói được, nhưng chỉ cần có một chút xíu không ổn định lại xuất hiện, liền sẽ sinh ra nổ lớn, giống như mới vừa sáng nay. Đây chính là tại làm miền vua khống chế hạ sinh ra nổ tung.